Đấy đây nha, cho mọi người xem là toàn cảnh cái cây hoa giấy gác ban công chung cư của nhà mình nhé. Chậu rất bé thôi. Để mọi người thấy được cái độ đẹp của nó, thấy chưa? Dằm ngày một dày đấy. Giấy ban công chung cư quá đẹp luôn. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng Chạp nhé. Đấy, mùng 1 tháng 12. Đấy, còn đúng một tháng nữa là Tết Nguyên Đán nhé. Đây còn đúng một tháng nữa Tết Nguyên Đán này. Đấy, tháng Chạp. Đấy, Tết này. Đấy. Còn đúng một tháng nữa. Một tập này nữa là đến Tết. Đấy, nay mùng 1 tháng Chạp nhé. Này, nay mình lại tiếp tục quay một cái video này. Cái cây hoa ra mình xử lý cái cây hoa giấy này để nó ra hoa đúng Tết nhé. Đấy này là cái cây hoa giấy leo ban công chung cư của mình. Mình đã xử lý nó được đúng một tháng mấy ngày đấy, thì còn lại là còn đúng một tháng nữa là Tết. Các bạn vừa xem lịch đấy. Đấy, mầm nó đã bắt đầu lên này. Mầm nó bắt đầu có nụ hoa đã bật rồi. Rất đẹp luôn. Như là đang chơi dăm nhá. Đang chơi dăm. Hoa đấy, có hoa rồi kìa. Có hoa rồi đấy các bạn. Đấy không? Cách đây khoảng một tháng mấy ngày, một hai ngày gì đấy, thì mình đã cắt bỏ cái lứa hoa đang chơi được đúng một tháng nhá. Đấy, sau khi mình cắt bỏ cái lứa hoa đấy thì mình tiến hành xử lý theo đúng quy trình mà mọi người hay làm. Mình thì không phải là nhà vườn, mình chỉ là người chơi hoa giấy thôi nhá. Mình là người chơi hoa giấy thôi. Và mình thấy rất đam mê hoa giấy. Cho nên là mình cũng làm cái video xử lý cái hoa giấy ra hoa đúng dịp Tết để cho các bạn chơi hoa giấy tham khảo. Và có thể là làm theo cái cách làm này của mình để cái ngày Tết chúng ta có một cây hoa giấy nở đầy hoa để chơi Tết. Video quay thì cũng mang tính chất giải trí chơi chơi thôi. Cho nên là các bạn mà có những cái phương pháp hay hoặc là có những cái cách làm đơn giản hơn để cho nó hoa nó ra giấy ra nhiều hoa giấy ra nhiều hoa thì chia sẻ để mọi người cùng tham khảo. Mình cũng hỏi nhiều nhà vườn họ chuyên bán hoa thì họ cũng ít chia sẻ lắm. Họ không chia sẻ cặn kẽ đâu. Thế cho nên là lắm lúc mình không biết được. Tốt nhất là mình tự làm và tự nghiên cứu, tự làm và tự đưa ra đúc kết được cái kinh nghiệm và chia sẻ ở đây để những người cùng chơi hoa giấy học hỏi cách làm của nhau và tự làm để chơi cho nó đẹp. Hoa giấy này mình dưới mình có một cái cây bonsai đây này. Các bạn nhìn này. Đấy. Đấy nha. Thể hiện được cái nụ nó đấy, thấy không? Các bạn thấy đấy, cái mầm mầm nụ nụ nó nhú đấy, mầm nụ nó nhú này, đấy đang nhú rất nhiều nhá. Đấy đây này, tối quá nhìn thấy không? Đấy cái đầu nụ nó nhú đấy các bạn ạ, đầu nụ đấy, đấy là tuyệt vời luôn đấy.
À, đây có một cái, đây có cái mầm này nó hơi dài, cái này mình là bonsai nên mình bấm vào cái đầu nó đi. Đấy, bấm vào cái đầu. Đây là nó cũng có nụ, có đầu nụ, nó hơi bấm bỏ. Đây các bạn này. Các bạn nhìn nhá, đấy không? Đấy. Được đúng 1 tháng nhá. Được đúng 1 tháng thì các cái đầu nụ nó đã, đầu mầm nó đã bật ra như thế này rồi, chuẩn bị nhú nụ rồi, là có hoa chơi Tết. Đấy. Đây là cây dê, hoa dày tím Huế nhá. Dày tím Huế là chuyên ra hoa vào mùa đông. Đấy. Bởi vì ở trên ban công chung cư nên mình cũng không không với ra để bẻ được hết những cái cành hoa cũ, cho nên đấy sau khi xử lý ngắt nước thì nó khô hết cái kia, khô hết cái kia đấy. Hôm nay là nắng ấm này, trời Hà Nội đang khoảng 13 đến 17 độ, rét lắm. Mấy hôm vừa rồi ở trên vùng Sapa các thứ còn có tuyết rơi rồi băng giá đấy, đẹp chưa? Nhìn hoa nhỉ? Đấy, bắt đầu có hoa nhá. Đấy nhá, cho các bạn xem nhá, hoa giấy nhá. Hoa giấy của mình đây. Các bạn nhìn này, đấy. Nụ đây rồi nhá. À đây là mầm đầu lộc đấy. Đó là nhú nụ đấy. Đấy, lộc rất là nhiều nhá. Còn 1 tháng nữa. À, đúng 1 tháng nữa là Tết. Hiện tại thì mình đang tưới nước đều và mình đã bón 2 lần lân rồi các bạn nhé, bón 2 lần lân. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, bắt đầu có cả hoa rồi, nụ hoa này. Đấy, ra hoa. Hiện tại thì mình đang để chơi dăm, chơi dăm này cũng rất là đẹp. Đây này, của cái này hình như là bắt đầu có nhú. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là cây hoa giấy leo ban công của mình nhá. Sau đúng 1 tháng mình xử lý để nó ra hoa đúng dịp Tết Nguyên Đán. Thì hôm nay các bạn vừa xem lịch rồi đấy, hôm nay đúng là ngày mùng 1 tháng Chạp, tháng 12 đấy, là còn đúng 30 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Đúng 1 tháng thì cái cây hoa giấy mình đã xử lý ra hoa tương đối ổn. Hiện tại đây là các cái đầu mầm đã nhú và cũng có một số cành bắt đầu có nụ hoa rồi, nhú nụ hoa rồi. Thế bây giờ mình chỉ cái việc là chăm tốt vào để nó khỏe, để nó ra bông thôi. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đây này. Đấy. Nhú đấy, thấy không? Đấy. Nụ hoa ấy. Đấy, các bạn mình quay chi tiết. Ở trên này trên cao cho nên là khó quay, nên mình phải thò cái máy ra, điện thoại ra ngoài. Thấy không? Đẹp chưa? Đấy, chỗ này đấy, đầu lộc đẹp chưa? Tết. Mọi khi mình làm là mình không để ý, mình quay video để cho các bạn xem từ đầu đến cuối. Thì năm nay mình xử lý cái cây hoa giấy này cho nó ra hoa Tết thì mình quay lần lượt luôn, lần lượt các video từ đầu đến cuối. Để đến đúng 25-30 Tết mình lại quay lại cho các bạn xem là hoa nó như nào. Đây, những cành dăm dăm này, những cái phần ở đây dăm ở cái phần gốc gốc cây cho nên là nó chưa, mà lượng mầm nó chưa nhiều. Còn ở ngoài này, ngọn cây này thì rất là nhiều. Đấy, để các bạn xem và các bạn thấy nhá. Thấy không? Đây là những cái phần cành dăm cành ở phần gốc nhá, gốc cây nhá.
nó cũng mới bắt đầu nhú thôi, chứ là chưa được dài như những cái phần ngọn của cây. Đấy, thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Lộc rất là nhiều nhá. Và đã có những cái cánh hoa bắt đầu tím kia. Các bạn thấy chưa? Hoa mới đấy, hoa mới. Còn một tháng như này thì nếu mà thời tiết ở Hà Nội mà ấm lên thì rất là đảm bảo luôn. Nhưng chỉ sợ lại cuối tuần lại tiếp tục rét đậm rét hại thì cũng khó nói. Cách xử lý hoa giấy, bông giấy này cho nó ra hoa đúng dịp Tết thì cũng có thể nhiều cách làm, nhưng mà cách của mình vừa làm là vào cuối tháng 10, tức là cách đây khoảng được một tháng, là mình tiến hành cắt hết bỏ cái hoa lứa hoa cũ và mình cắt tỉa lại cành. Đấy, và cắt vợi bớt lá. Đấy, xong đấy là mình tiến hành xiết nước. Xiết nước khoảng 2 tuần, khoảng 14, 15, 16 ngày gì đấy. Đấy, xong mình bắt đầu tưới nước trở lại. Khi mình tưới nước trở lại được vài ngày thì cái phần lá ở khi cây hoa giấy nó đang bị ngắt nước nên nó có nước trở lại cái thì còn những cái lá già nào ở trên thân là coi như là nó rụng sạch. Thế nên là cây nó mới trơ xưa trơ trơ răm ra như thế này. Và từ hôm đấy đến hôm nay thì khi mình bắt đầu tưới nước thì mình tưới ít thôi, tưới dần dần 1-2 cốc, xong rồi dần dần mình mới tưới bình thường trở lại. Thực tế là bây giờ cây nó cũng chưa có lá nhiều cho nên là cái độ thoát nước của nó cũng hút nước của nó cũng không nhiều, cho nên là cũng cứ tưới vừa phải thôi. Thế bây giờ bắt đầu mình tưới và cho lân ăn từ được một tháng nay là được 2 lần và tưới nước đều. Khi bây giờ cái cây hoa giấy này nó bắt đầu nhú lộc và nhú nụ này rồi ấy, thì có thể là chúng ta sẽ tưới nước vừa phải thôi, không không tưới đậm nữa, để làm sao để cái cành hoa nó không bị vọt ra ngoài, vọt dài ra thì nó rất là đẹp, thì nó sẽ ra hoa đúng theo cái khuôn hình mà chúng ta đã định sẵn ở những cái tay dăm này. Xong lứa hoa Tết này thì chơi xong thì chúng ta lại để thả tự nhiên để cho nó cây nó khỏe. Mình thì năm vừa rồi mình làm chơi được hai lứa hoa, và bây giờ đợt lứa hoa Tết này là lứa thứ ba. Cây rất là cây trên ban công cũng tương đối khó làm vì nó cao mà. Quay video mong muốn là để chia sẻ cái kinh nghiệm của mình làm cho là cho người chơi thôi nhá, chứ mình không phải là thợ hay nhà vườn gì đâu. Cho nên là các bạn cũng cùng đam mê chơi hoa giấy như mình, biết cách để xử lý hoa giấy cho nó ra hoa đúng dịp Tết hoặc đúng những cái đợt mình mong muốn cho nó đẹp cái ngôi nhà của mình. Đấy, đây các bạn nhìn này, đấy cái đầu nụ ấy, cái đầu nụ ấy nhá, thấy chưa? Đó, đầu nụ đấy, đây này, đó, 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 cái đầu nụ của nó đó, quá đẹp luôn, mình thấy này là quá đẹp luôn, toại nguyện, đó, thấy chưa? Mầm rằm rất là nhiều. Các bạn xem video thấy nếu cảm thấy yêu thích kênh của mình thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Và có thể các bạn đưa ra những cái ý kiến của mình để cho mọi người cùng học hỏi cái cách làm của mọi người làm sao cho nó đơn giản và có một cái cây hoa giấy nhiều hoa, sai bông đẹp mỹ mãn luôn. Đấy các bạn nhìn thấy chưa, lộc của nó đấy.
Còn đúng một tháng nữa là Tết Nguyên Đán nhá, nên cây hoa giấy này cũng mình cảm thấy là ok, rất ok. Đấy, quay chi tiết cái các cái đầu mầm nó đã nhú này, các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái đầu nụ của nó chưa? Nó đã nhú nụ rồi đấy, quá đẹp luôn. Đấy, cây hoa giấy của mình đây.